Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình, cũng như những người đã mua hàng của mình. Hôm nay mình lại lên quay cho mọi người là ba con lân. Đấy. Đây là đầu tiên là một em lân trắng, trắng tinh khôi mọi người ạ. Lân biểu tượng cho sự may mắn và thành công. Đấy, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn ba con lân. Một con này là lân trắng, hàn hai con này là lân đỏ. Vậy đầu tiên mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem mấy con lân trắng này nhé mọi người nhé. Chiều ngang của con lân trắng này là 18 mọi người nhé, chiều ngang 18. Chiều sâu của con lân này là 24 mọi người ạ. Chiều sâu 24. Chiều cao của con lân này 28. Chiều cao của con lân này 28 mọi người nhé. Con lân này nặng là 3 cân mọi người nhé. Con lân này nặng 3 cân. Đấy, đây là một em lân. Em quay sát lại cho mọi người xem con lân này. Đấy, bây giờ mình sẽ quay vòng tròn, quay chậm lại để cho mọi người xem nhé. Một con lân này thì chưa bị một lỗi gì luôn mọi người ạ. Không bị một vết gì cả. Vẫn còn nguyên tem luôn. Bóng mới đến 99% luôn mọi người. Đây nhìn những cái móng vuốt của nó vẫn còn bóng bẩy lắm. Chưa bị bay màu, phai màu mấy. Đấy, bây giờ mình sẽ lật cái đít nó lên, lật dưới cái đáy nó lên nhé mọi người nhé. Đây mọi người ơi, có chuyện nhé mọi người nhé, Cutani nhé. Đây là con lân này của Cutani mọi người ạ. Đây là một con. Bây giờ mình sẽ đặt con này ở đây và mình quay cho mọi người xem tiếp con thứ hai. Đây, con thứ hai đây mọi người. Con thứ hai này là con lân đỏ, cũng là lân đực luôn mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ quay vòng quanh cho mọi người xem nữa. Trông rất là đẹp phải không mọi người? Đấy, bây giờ mình sẽ đo kích thước của con lân này cho mọi người xem nhé. Con lân này chiều ngang của nó cũng là 10 17 mọi người ạ. Chiều ngang 17. Chiều sâu của con lân này 23. Chiều sâu 23. Chiều cao của con lân này là 27. Chiều cao của con lân 27. Con lân này thì nhẹ cân hơn con lân trắng, con lân này 2 cân. Đây có chuyện, đây chữ viết Cutani và có một chuyện chìm nữa mọi người. Đấy, mọi người nhìn kỹ, đây có một cái chuyện chìm Cutani đây nữa, đây hàng của Cutani. Rất là đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn thấy không? Mặt nó trông nó rất là phúc hậu luôn, trông mạnh mẽ. Đây mọi người xem này, lân người ta khi người nghệ nhân người ta làm nhìn cái những cái bắp cái xoáy của nó rất là đẹp luôn mọi người. Đây mình quay mặt trước cho mọi người xem. Đây mọi người nhìn này, những cái bắp chân nó. Mọi người mua lân này để về để ở trong nhà trưng bày thì cảm tưởng lúc nào mọi người trong nhà cũng rất là mạnh khỏe. Bây giờ mình sẽ cho này xuống và mình lên tiếp một em lân đỏ nữa. Đây. Tiếp một em lân đỏ nữa. Rất là đẹp luôn phải không mọi người? Đây mình để mình cho mọi người xem chuyện của nó trước nhé. Đây cái chuyện này thì hơi khó nhìn một chút nhưng mà đúng là chuyện chìm luôn mọi người, Cutani nhé mọi người nhá. Chuyện chìm Cutani luôn, mình cầm ngược rồi mọi người. Đây, Cutani luôn, đúng chuyện chìm luôn mọi người nhá. Cái chuyện này thì hơi khó nhìn một chút. Con lân này thì là mình cũng chưa, mình lấy về mình chưa vệ sinh một cái gì cả nên là nó vẫn còn để ở đây, những nó còn những cái bụi bắt nó trắng ở đây nhưng mà nó cũng không vấn đề gì cả mọi người ạ. Về mọi người nếu mà khi nào ai mà mua về thì có thể rửa vệ sinh qua nó đi, tắm cho em lân thì nó sẽ lại như mới cho mọi người. Con lân này thì kích thước nó giống con lân đỏ kia thôi mọi người, nhưng mà mình vẫn đo lại cho mọi người xem.
Con lân này chiều rộng của nó 17. Chiều sâu của nó là 21. Chiều sâu 21. Chiều cao là 27. Chiều cao con này 27. À, rất là đẹp luôn, nặng 2 kg, 2 cân nha mọi người nha. Đấy, bây giờ mình sẽ quay vòng quanh cái con lân này cho mọi người xem này. Em quay sát lại để anh quay cho mọi người xem. Con lân này là con lân số 3 mọi người nhé. Mọi người ai mà mua con lân này thì mọi người cứ báo với mình. Mọi người thông tin để liên lạc được với mình ấy thì mọi người vào phần mô tả. Mình có dán cái đường link thông tin liên lạc với mình đấy. Mình thì là hiện tại bây giờ mình đang sống ở bên Nhật. Nên là mình không có số ở Việt Nam. Mọi người vào đấy kết bạn Zalo với mình. Số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668. Các bạn muốn đặt hàng hay là muốn mua một cái sản phẩm gì ở bên Nhật này thì mọi người cứ liên hệ với mình sẽ mua giúp mọi người. Đây con lân rất là đẹp rồi mọi người, nhìn mặt mũi nó đẹp không? Hai con lân này nó con lân này nhau, con lân kia, hai lân kia khác nhau mọi người nhé. Thứ nhất khác nhau để mình nói luôn cho mọi người biết khác nhau là cái con lân này ấy, thì nó chỉ có 4 cái răng thôi, nó không có cái răng ở đây. Đấy, mà mặt nó thì nhìn nó dày dặn hơn, cả cái tai này cũng sẽ dày hơn này mọi người. Tai này dày hơn, để mình gạt cái này ra. Xong rồi mình đặt nó vào đây, mình sẽ so cho mọi người biết. Mình cho này xuống đây. Đấy, đây. Mình so cho mọi người xem hai con lân này nó khác nhau. Con lân này nhau cái con lân trắng giống nhau. Đây mọi người. Cái con lân này ấy thì mình không nói những cái họa tiết này. Nhưng mà mình nói về cái mặt của nó. Cái tai của nó, con lân này nó mỏng hơn, con tai con này dày hơn, mặt con này lúc mặt con này thì nó nhìn nó dày hơn, mà răng nó đây, con này có thêm răng này mọi người, đấy, có thêm một răng này, mà cái mõm con này nó hơi vảnh lên một chút, nhưng con này không vảnh, hai con này nhìn khác nhau hoàn toàn luôn mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt vào đây để mình lấy con trắng này ra nữa. Đấy, cái bàn của mình nó hơi hẹp nên là nó hơi đấy, con trắng này thì giống con đỏ ở ngoài này. Con số 1, số 2 giống nhau, còn con số 3 nó hơi khác nhau một chút. Rất là đẹp luôn. Em quay sơ qua từ bên trong này, từ trong này quay ra ngoài này cho mọi người xem. Mọi người ở trong cái video mình đăng lên YouTube này thì mình cứ xin lỗi mọi người là mình sẽ không báo giá một sản phẩm nào cả. Nếu mà bạn nào mà cứ thật sự muốn mua thì mọi người hãy liên hệ với mình qua Zalo nhé mọi người nhé. Mình nhắc lại một lần nữa, số Zalo của mình là 0962 949 668. Nếu mà mọi người ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Đây, mình quay ra đằng sau nữa. Em quay một lượt ở đằng sau nữa để cho mọi người xem con nào nó đẹp hơn. Đấy, đây là đằng sau của con lân. Mọi người ơi, mọi người xem qua video thì mình không biết là cái chất lượng video của mình nó có tốt không ấy. Nhưng mà thực sự nhìn ở bên ngoài này nó rất là đẹp luôn. Hay những cái bắp của nó quần quận trông nó rất là khỏe mạnh mẽ, ví dụ về trưng bày ông nhà cảm tưởng lúc nào trong nhà nó cũng mạnh mẽ khỏe khoắn. À, mọi người thấy rất là đẹp luôn, trông nó rất là mạnh mẽ. Thôi mình xin phép mình kết thúc video ở đây đây mọi người. Mọi người mà ai mà xem video mình mà muốn mua thì cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Thôi, mình gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã xem video của mình. Xin chào tất cả mọi người.